Cô mời các bạn đến với động từ đặc biệt nhất của tiếng Hàn đó là đồng từ ita. Đồng từ ita là một động từ đặc biệt nó được sử dụng giống như động từ to be trong tiếng Anh, sử dụng rất là rộng rãi và hôm nay chúng ta sẽ học hình dạng đầu tiên của ita đó chính là imnita. Imnita được kết hợp với danh từ để tạo nên một câu kể hoặc một câu giới thiệu, giới thiệu về một điều gì đấy, một ai đấy. Nếu một người có tên là Chi Jong và muốn giới thiệu mình là Chi Jong thì chỉ cần lấy Chi Jong cộng với imnita tạo thành chi jong im ta và nếu nói đầy đủ giới thiệu có cả chủ ngữ nữa thì chúng ta sẽ nói rằng là cho nên chi jong im nỉ ta có nghĩa là ghép cái chủ ngữ mà chúng ta đã học lúc nãy vào phải không ạ cho nên chi jong im nỉ ta còn nếu bạn chi jong này mà muốn giới thiệu nghề nghiệp của mình là học sinh chẳng hạn thì bạn sẽ lấy hắc sen cộng với im ta tạo thành hắc sen im ta và giới thiệu đầy đủ sẽ là cho nên hắc sen im ta tôi là học sinh tôi là chi tôi là học sinh bạn chi dòng này muốn giới thiệu quốc tịch của mình là người Hàn Quốc chẳng hạn thì bạn sẽ kết hợp imnita với Hàn Quốc saram tạo thành han Quốc saram imnita. Và nếu đầy đủ sẽ là gì ạ? Đó chính là cho nên han kuk saram imnita. Như vậy là bàn chi dòng đã giới thiệu được mấy nội dung ạ? Một là tên này đúng không? Tên là chi dòng. Hai là gì? Hai là nghề nghiệp là học sinh. Ba là quốc tịch người Hàn Quốc. Vậy thì chúng ta có thể tự giới thiệu tên nghề và quốc tịch của mình không? Cho nên chi trong im tà, cho nên hắc sen im tà, cho nên han Quốc saram im tà. Vậy bây giờ các bạn sẽ giới thiệu mình như thế nào? À, các bạn tự giới thiệu tên nghề và quốc tịch của mình các bạn nhé. Sau khi đã học xong đôi câu khẳng định thì chúng ta hãy đến với hồi thoại 1. Đó chính là hồi thoại giữa bản Minsu và bản Thu An. Bản Minsu nói gì ạ? Annyeonghaseyo. Cho nên Y Su Xin chào, tôi là Y Min Su Có nghĩa là bạn chào và từ giới thiệu tên của mình Bạn thu An ở thế nào? Ăn Cho nên thu An Y Cho nên B thứ năm Ồ, bạn thu An là gì? À, đó là bạn cũng chào lại bạn Min Su Rồi bạn lại từ giới thiệu mình tên là thu An rồi bạn giới thiệu quốc tịch của mình là người Việt Nam. Bởi vì bạn Thu An là người nước ngoài cho nên bạn phải giới thiệu quốc tịch để cho bạn người Hàn biết rằng Minh là người nước nào. Chúng ta cũng biết rằng người lao động của 15 nước đến để lao động ở Hàn Quốc cho nên cái quốc tịch, giới thiệu quốc tịch cũng là một vấn đề cần phải giới thiệu. Mời các bạn chúng ta cùng nghe ạ. Thế hoa 1 안녕하세요. 저는 이민수입니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 저는 베트남 사람입니다. Các bạn nghe rõ không ạ? À? Các bạn hãy luyện nghe thật nhiều các bạn nhé và luyện nói thật nhiều để chúng ta có thể dần dần nói được tiếng Hàn. Tiếp nối sau đây, cô muốn giới thiệu với các bạn dạng nghi vấn của đồng từ Ita đó chính là Imnika. Danh từ cổng Imnika có nghĩa là hỏi có phải là gì đó hay không. Cô ví dụ. Nếu ta muốn hỏi rằng bạn có phải là học sinh không thì chúng ta chỉ cần lấy hắc sen cộng với Imnika là tạo thành câu hỏi bạn là học sinh có phải không? Với câu hỏi này thì chúng ta có cách trả lời thế nào à đó là ne hoặc anio phải không ạ ne là vâng và anio là không vậy thì câu hỏi này tôi có thể trả lời thế nào ne học xen im nhỉ ta vâng tôi là học sinh đây con muốn hỏi về quốc tịch thì sao onu nara saram ở đây chúng ta thấy có chữ mới đó là chữ gì ạ à chữ rất mới đó là onu onu là nào còn nara là quốc gia ta học rồi saram chúng ta cũng đã biết rồi đúng không ạ onu nara saram có nghĩa là người nước nào vậy để đặt câu hỏi là người nước nào thì chúng ta chỉ cần thêm imnica vào câu hỏi là được đúng không ạ và chúng ta sẽ có là onu nara saram imnica câu này trả lời thế nào ta lấy tên một quốc tịch và cộng với imnita là được ví dụ ở đây là gì ạ mông cổ saram imnita tôi là người mông cổ đây còn câu hỏi tiếp theo là gì đó là câu hỏi xác định lấy một quốc tịch xem bàn có phải là người nước nào đó hay không ví dụ pe thứ nam là người việt nam vậy thì nếu cô thêm vào imnika có nghĩa là cô muốn hỏi rằng bạn là người việt nam có phải không bạn là người việt nam có phải không thì câu này cũng trả lời theo hai dạng đó là ne hoặc anio ở đây cô trả lời là anio ne pan saram imnita pe thứ nam saram imnika anio ne pan saram imnita còn nếu cô muốn hỏi một câu hỏi có đầy đủ chủ ngữ cứ nam cha nên khan à đây là cô đang hỏi gì ạ cô đang hỏi tên của một anh nào đấy anh ấy có phải là khan không câu trả lời sẽ là gì à nê khan sim nĩ ta vâng là anh khan có nghĩa là hai người đang nói về một người thứ ba và người hỏi không dùng chữ si mà người ta chỉ cần Khư nam cho nên khan im ca cá à, anh ấy là khan phải không còn người trả lời là một người ngang hàng với anh khan cho nên mới nói là vâng đấy là anh khan đấy à, anh khan tức là người hàn mà khi gọi ai đó bằng anh cô anh gì anh hải anh hùng anh nam thì chúng ta sẽ dùng là hải si hùng si nam si hoặc là cô hoa cô mai chẳng hạn thì ta sẽ gọi là hoa si mai si đây là một cách giao tiếp khi xưng hô với những người ngang hàng, hàng và sau khi chúng ta đã nghiên cứu xong phần câu hỏi của đồng từ y tà thì chúng ta vào với hội thoại hai đó là hội thoại giữa anh thu an và anh chun gu thu an nói thế nào ạ nên thu an입니다. Tôi là thu an đây. Vậy anh Chun Cu sẽ nói thế nào? 어느 나라 사람입니까? Anh là người nước nào? Ờ, Việt Nam imita. Tôi là người Việt Nam đây. Hắc Sen em Anh học sinh phải không? À, Nio. Thế sao Không, tôi là nhân viên công ty. Như vậy là tình huống này có thể là anh Thu An đang đi xin việc và anh Chun Cu mới hỏi rằng là anh học sinh đi du học và đi làm thêm có phải không? Nhưng mà anh Thu An là một người đã làm việc ở một công ty khác rồi, bây giờ muốn thay đổi công ty cho nên bạn đi xin việc và bạn nói rằng bạn là là nhân viên công ty. Mời các bạn cùng nghe ạ. Thế hoa y. 저는 투안입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요. 회사원입니다. Các bạn nghe rõ chưa ạ? À? Các bạn hãy luyện nghe thật nhiều nhé. Lúc nãy tới giờ, cô đã biến âm rất là nhiều trong cách đọc và cách nói tiếng Hàn. Và bây giờ mời các bạn cùng đến về hướng dẫn về phát âm các bạn nhé. Parum là phát âm. Và chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta có chữ imnita. Chữ này là chữ P phải không ạ? Nhưng mà khi mà chữ P này gặp chữ M hoặc chữ N thì chữ P này sẽ không đọc P mà sẽ đọc là mờ cho nên chúng ta đọc là imnita imnita trong mặt này chính là cái cách đọc tương tự như thế thu an cộng với imnita thì ngoài việc biến âm chữ pờ này thành imnita thì chúng ta còn phải làm gì nữa đó là chúng ta nối âm này các bạn này thu an nimnita thu an saram imnita ngoài việc biến âm chữ P này chúng ta còn phải gì ạ phải nối âm chúng ta nói thành sara mim ni ra sara ni ta và tương tự như thế Huế sa uôn thì chúng ta nối chữ n này lên và chúng ta lại biến âm chữ pơ này thành chữ m thành huê sa uôn nim ni ta sa uôn ta tương tự như thế sara mim ni ca sara mim ni ca tuy nhiên à, hắc sen thì bắt chim ngơ sẽ không được nổi âm vì bắt chim ngơ đưa lên đứng đầu thì lại thành âm câm cho nên chúng ta đọc là hát xen im nghỉ ca mời các bạn đọc lại theo cô ạ im nghỉ ta im nghỉ ta thua im nghỉ -ni ta thua im nghỉ ta sa la im ta sa la im ta huê sao im nghỉ ta huê sao im nghỉ ta sa la im ca sa la im ca hát xen im nghỉ ca hát xen im nghỉ ca và đến đây cô xin dừng phần 1 của bài 6. Xin chào và hẹn các bạn vào buổi học lần sau. Anh hi kê